cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định số 1161 QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2024 ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng Trung Du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy hoạch vùng Trung Du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông kết nối với thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng, tiểu vùng Bắc Trung Bộ và với Trung Quốc, Lào. Trước hết tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông để phát triển các hành lang kinh tế gắn với thành phố Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng như Hà Nội Bắc Giang, Lạng Sơn Cao Bằng, Hà Nội Hòa Bình, Sơn La Điện Biên, Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Nội Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội Hưng Yên, Hải Dương Hải Phòng, Hà Nội Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và khởi công xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao Lạng Sơn Hà Nội, Lào Cai Hà Nội, Hải Phòng Quảng Ninh, xây dựng nâng cấp hạ tầng logistics, hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, các khu du lịch, hạ tầng thông tin truyền thông và hạ tầng kinh tế số. Tập trung phát triển khu vực động lực, các cực tăng trưởng, các hành lang kinh tế quan trọng, các ngành kinh tế có lợi thế, phát triển vành đai công nghiệp đô thị dịch vụ, hình thành các cụm liên kết ngành, các chuỗi sản phẩm của vùng tập trung chủ yếu tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, các chuỗi giá trị ngành sản phẩm của vùng như trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao tại Thái Nguyên và Bắc Giang, trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp tại Sơn La, trung tâm sản xuất và chế biến gỗ tại Tuyên Quang, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc tại Lào Cai, phát triển các cực tăng trưởng của vùng tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, đẩy mạnh phát triển các chuỗi sản phẩm nông nghiệp, du lịch đặc trưng và kinh tế cửa khẩu. Tập trung phát triển hệ thống 5 khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn gồm khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang, khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, khu kinh tế cửa khẩu Ma Thù Làng, tỉnh Lai Châu, khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai, trong đó ưu tiên tập trung đầu tư, hoàn thiện và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, phát triển 3 cửa khẩu áp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu biên giới gồm cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La, cửa khẩu Chiêng Khương, tỉnh Sơn La, cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, nghiên cứu khả năng hình thành khu kinh tế cửa khẩu tại cửa khẩu Uma Tu Khòng, tỉnh Lai Châu. Cùng với đó là nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực, nhất là giáo dục nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng với nhu cầu của từng tiểu vùng, từng khu vực, chú trọng thu hút, sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có trình độ tại chỗ. Thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 gắn với đẩy mạnh thông tin thị trường lao động, xây dựng và thực hiện có hiệu quả chính sách quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp. Thái Nguyên phát triển là khu vực nghiên cứu đào tạo phát triển nhân lực chất lượng cao cho toàn vùng. Từng bước chuẩn bị điều kiện để phát triển Trường Đại học Tây Bắc Sơn La thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của vùng, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của tiểu vùng khi có điều kiện về nguồn vốn, trong đó ưu tiên đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, nghiên cứu quảng bá bảo tồn văn hóa lịch sử và lối sống của cộng đồng dân tộc, nghiên cứu tiềm năng phát triển các trường đại học cấp tiểu vùng tại Điện Biên và Lai Châu. Tăng cường liên kết nội vùng, liên kết vùng và hợp tác quốc tế, thực hiện thí điểm một số mô hình cơ chế chính sách mới đặc thù trong phát triển vùng, đặc biệt là đối với các địa bàn, khu vực giữ vai trò quan trọng về bảo vệ rừng, an ninh biên giới, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng. Bảo vệ nghiêm ngặt nước đầu nguồn, thực hiện thí điểm cơ chế chia sẻ nguồn nước giữa các ngành trong vùng, giữa vùng với đồng bằng sông Hồng, nâng cao năng lực thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường cho các tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc từ nay đến năm 2030, đầu tư xây dựng các công trình tạo nguồn cấp nước, chuyển nước, quy mô liên vùng, liên tỉnh. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố, tăng cường thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn vùng. Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về phát triển kinh tế xã hội phải kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.
tuyên truyền vận động người dân tuân thủ các quy định của nhà nước trong sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, tăng cường giáo dục quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhân Hưng, thị xã An Nhơn. Theo quy hoạch, khu đô thị mới Cẩm Văn sẽ có diện tích tổng cộng 425.850 m², trong đó đất ở chiếm 101.000 m², đất dành cho công trình dịch vụ công cộng chiếm 48.000 m², đất thương mại dịch vụ khoảng 38.000 m² và phần còn lại là đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác với diện tích 136.000 m². Quy mô dân số dự kiến của khu đô thị này là khoảng 3.700 người. Khu đô thị mới sẽ bao gồm 655 căn nhà ở liền kề, 9 lô đất tái định cư và 32 căn biệt thự. Đáng chú ý, bản quy hoạch nhấn mạnh rằng các khu chức năng thương mại dịch vụ chỉ được sử dụng cho mục đích xây dựng các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ cùng các công trình phục vụ kinh doanh. Việc xây dựng cửa hàng xăng dầu tại các khu vực này là bị cấm. Bình Định là tỉnh thuộc duyên hải miền Trung, tỉnh sở hữu đường bờ biển dài 134 km và được đánh giá là một trong những bờ biển đẹp nhất Việt Nam, với diện tích tự nhiên là 6.025 km² và vùng lãnh hải rộng 36.000 km². Tỉnh này ngày càng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và phát triển đô thị. Khu công nghệ cao Hòa Lạc có diện tích khoảng 1.586 ha, hiện nay đã hoàn thành hơn 90% công tác giải phóng mặt bằng và được trang bị hạ tầng kỹ thuật hiện đại đồng bộ. Đây là nơi thu hút các tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam và quốc tế nhờ môi trường chính sách đặc biệt. Đến nay, khu vực này đã có 108 dự án đầu tư, bao gồm 93 dự án trong nước và 15 dự án nước ngoài, với tổng vốn đăng ký lên đến 116.000 tỷ đồng. Những tập đoàn công nghệ hàng đầu như Viettel, FPT, Mobifone, VNPT, CMC đã lựa chọn Hòa Lạc làm nơi đặt trụ sở và trung tâm nghiên cứu khu vực công nghệ cao Hòa Lạc, cũng là nơi có các cơ sở nghiên cứu lớn như Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc tỷ lệ 1/2000. Theo đó, khu đô thị mới sẽ được xây dựng trên diện tích 699,5 ha với dân số dự kiến khoảng 77.000 người. Đô thị này sẽ được chia thành 6 ô quy hoạch, mỗi ô được giới hạn và kiểm soát phát triển bởi các tuyến giao thông. Ngoài ra, khu vực quy hoạch còn bao gồm các tuyến giao thông đối ngoại như Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 21 với tổng diện tích khoảng 30,04 ha. Khu đô thị Hòa Lạc không chỉ giúp giải quyết nhu cầu dân cư và phát triển hạ tầng khu vực phía Tây Hà Nội mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của khu công nghiệp công nghệ cao Hòa Lạc. Với vai trò tiên phong trong ngành công nghệ cao của Việt Nam, sự phát triển đồng bộ của đô thị và công nghệ tại Hòa Lạc sẽ đóng góp lớn vào nền kinh tế và phát triển bền vững của thủ đô. Theo báo Hà Nội Mới, khu công nghệ cao Hòa Lạc là khu công nghệ cao đầu tiên của cả nước với vai trò tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa giúp đẩy mạnh, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình hình thành các khu công nghệ cao khác.